Ok, chào mọi người, mình là Huy. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho Nam 5 combo Garou từ dễ tới khó. Và nó rất là hiệu quả trong PvP nữa. Bản thân mình thì cũng dùng những cái combo này rất là nhiều. Ok, vào thôi. So fun, girl, I just love the start.